Vâng. Đâu? Vâng, sáng cái gì? Ơ không nọ, tao bỏ sáng nha. Ghế này cơ mà. Không nọ, tao bỏ kiểu gì vậy? Mày bỏ ghế thế này. Khoan sáng đi. Được không? Sáng. Đâu, lại cho con nhau vui. Cho tớ một tí. Nhìn cái này có sợ rơi không? Sáng. Có cao quá không? Không cao đâu. Một cái đang xuống quê. Mày lại bán kia ra. Ừ. Trời ơi, vừa rét quá. Không. Sao? Cô ngồi rồi. Muốn nhắc thơm quá. Thơm không? Cái đây thơm không? Chào mọi người. Anh đang xem cho em một chấm với. Cái chán cái tóc. Hà Vy đang yêu quá. À chị nhớ nhỉ. Đầu thì tao chả hết chải kiểu gì nữa. Tập tao hoài mệt mái có đài đúng vậy. Anh đang xem chấm em một chấm thôi. Mở mở cái này đi mày. Mở đi. Sao cái này nó chạy nãy thôi mà. Nay mồm đang đâu nói không biết ai nghe không. Hôm nay mẹ đã rồi đấy nha. Mẹ đã rồi nha. Không phải là mẹ sửa sổ gì đâu. Thôi đi, chị lắm chuyện quá đi. Không hổ mà chị cho nó xem cái của bọn mình các bọn. Ok. Trẻ con 20 người rồi em like đầu nhá. Like đồ ai xem thì comment ở dưới nhá. Thôi tí nữa ai vào nữa thì em quay lại em like lại. Ai đang xem chấm em một chấm với, chia sẻ bài cho em với. Mặt lóa lắm hả chị? Đỡ chưa? Chuyển cho chị còn tí. Không, nhưng mà nhìn xa thì không sao đâu. Được rồi, đỡ chưa? Được rồi. Nhìn xa đi không sao. Tại nhìn gần nó vậy. Già rồi. Quẫy à. Quẫy ơi, chia sẻ bài cho chị đi. Em bắt đầu like đồ nhá. Thấy con trai rồi. Bây giờ đang ít người thì các chị thích xem bộ hay là áo phông à? Ai thích xem gì comment ở dưới cho em với.
Áo đi em. Áo phông chị nhá. Rồi, ok. Ngồi bé thấy không? Ơ sao cái đấy chạy chậm vậy hả? Chị Hà ơi, chị bao nhiêu cân? Đầu tóc hơi bù xù. Cái để váy à? Không, cái áo không lớn cái kia. Áo phông trắng này. Áo phông trắng là gì đan này? Áo này độ 55 cân rồi lại. Lại nó rồi nhìn cứ trắng bệnh ra. Cô sao trắng nhỉ? Không được đâu, mình nhìn ở đây thôi. Nhìn ở đây không trắng. Đỡ chưa chị? 70 cân á? 70 cân cũng có. Rộng quá. Phục Diệp. Có áo nam không? Áo nam không có mẹ ạ. Sơn ạ. Hôm nào chồng tao mới hỏi mày xong. Mày chơi cả trọi à? Có đầm đi biển không? Maxi em, Maxi em không lấy chị ạ. Có bộ nhá, Thúy Ngân nhá. Đây em lai áo phông trước nhá, rồi tí nữa em quay sang bộ. Có chữ không màu trắng nhé. Có áo phông. Cái bộ này này, cái kia này. Không có áo nam chị ạ. Vũ Luân nhá. Điện ở. Em lai áo phông trước nhá, xong tí nữa em quay sang bộ nhá mọi người nhá. Đây áo phông này. Áo phông là gì đan này? Chất mọi người yên tâm nhá, ai mua hàng của em rồi thì biết nhá. Chất yên tâm nhá, chất co giãn rất là man nhá. Hôm nào mình đem gà xuống đây đá này Sơn này. Thúy ơi lấy bộ nào? Tí đem sang mẹ luôn nhá. Cái này giống nhau mà. Ờ, hai cái đây thử tao với mày đây. Áo của chú không cần. Áo bót chú không cần rộng đâu. Áo có bộ 70kg chị nhá. Đây áo không ăn gì đán này có ai lấy không? Áo này từ 65 cân lộn lại. Này, cầm cái bộ này này mẹ. Không, đừng lôi ra cả bộ đấy. Áo này 70 cân không vừa. Áo này áo phi nhung nè. Áo này đẹp lắm. Phi nhung. Chất này. Đồng giá 55k nha chị nha mọi người nhá. Ai chia sẻ bài em giảm bớt nhá. Có ai ưng áo này không? Áo này cũng từ 65 cân lở lại thôi. Có áo nó 70 cân lên này. Này. Áo không thắng. Cho cái giấy đây. Áo chị Hà ơi, áo này 70 cân vừa này. Áo này đẹp lắm, chất mát, có cái áo trắng đó. Có cái áo trắng của con chưa kìa. Ôi cô. Áo này 70 cân vừa đây. Đấy. Chị cũng cao bằng mình. Có màu trắng. Cái bộ này lâu.
70 cân mà không vừa thì trả lại em chị ạ. Ở đâu vậy? Em ở tại gia chị ạ. Nâu hay xanh? Xanh á. Xanh thì không có, em lấy áo phông toàn trắng với lại đen với lại em ở Nga Sơn chị ạ. À, áo nâu triệu á. Áo nâu đúng treo này. Chất đẹp luôn nhá. Nên giá rất là đẹp. Hôm nay em rất là ngại thử đồ. Đây. Áo này chỉ độ 48-49kg lộn lại thôi. Trên 50 thì hơi chặt. Cũng có giãn mà hơi bó. Một đồ nhé. Một đồ nhé. Ok. Ê, hết bao thôi. Ê, đưa cho cô Hằng. Viết ra áo rồi. Viết ra áo rồi. Áo mẹ á. Rồi rồi đi ra đi. Rồi đi ra đi. Khổng quá. Ờ ok. Đồ này à? Ừ. Đồ này cho chị Hải nhá. Thế trang em không lấy áo này chứ gì? Áo này đẹp lắm này. Chất đẹp lắm. Mọi người chia sẻ bài cho em với nhá. Chị Hà ơi, cái Adidas này 70 cân sắp mặc đồ đấy. Mặc không trơn này, những nè là già này. Thế ta chân này mát này. Có ai em nào này không? Mọi người chia sẻ bài cho em với, ai đang xem chấm cho em một chấm thôi. Mẹ. Áo này chất lên rất là đẹp nhá. Phi nhung này. Có giãn này. Hạnh ơi, thích bộ hay là áo phông? Lấy để chuyển thể nào? Ai đang xem chấm cho em một chấm ơi, chia sẻ bài cho em với. Chị Hoa ơi, cũng ủng hộ đi. Em có một cái áo màu trà, áo năm sinh này, 1995 này. Có ai lấy không? Áo năm sinh 1995. Bà lấy cái nào để em gửi? Em có cái áo năm sinh này 1995 này, có ai lấy không? Bộ á? Vậy em like đồ bộ trước nhá. Em có bộ này này. Bộ này mặc nhà này. Áo này dài nhá, áo này dài xuống cắt quần đấy nhá. Quần đùi nhá mọi người nhá. Áo này dài.
dài nhá, không ngắn giống như áo có mũ kia đâu nhá. Đây, bộ này rất là mát, rất là mát nhá. Có màu này này, màu hồng này, màu xanh, màu đen, à màu ghi. Có màu ghi này, màu hồng này, màu vàng này, màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây này. Có ai mua này không? Mọi người ai đang xem chia sẻ bài cho em với nhá. Chấm cho em một chấm với. Để em biết ai đang xem với. Có cái nào cũng xinh nhỉ ạ. Đi giống mặt thử không? Không mặt. Bộ này có ai ưng không? Để em qua. Để qua một con nhá. Bộ Adidas này. Bộ Adidas này chỉ độ tầm 4-7 cân lộn lại thôi. Quần đùi nhá. Bộ này rất là xinh nhá. Có ai ưng bộ này không? Có bộ lửng nhá Quỳnh Hương nhá. Có bộ lửng ở xuống đầu gối nhá. Đây là bộ đùi cả. Đây bộ này rất là xinh nhá. Áo ba lỗ nhá mọi người nhá. Có ai ưng bộ này không? Comment ở dưới cho em là ba lỗ quá. Có ai ưng em qua mẫu nhá. Đây bộ lửng này. Bộ sọc này xinh lắm này, chân đẹp lắm. Bộ lửng này, Quỳnh Hương này. Bộ lửng nhá, quần dài nhá. Quần xuống qua đầu gối luôn. Bộ này rất là đẹp nhá, chân đẹp luôn nhá. Bộ này mặc rất là nổi. Ai ưng bộ này không? Bộ này em có hai bộ này. Bộ này đẹp này, Huyền này. Chất mát này. Bộ này mặc đi chơi thoải mái. Cái này mặc nổi mà Hạnh. Đây quần dài đến đầu gối nhá. Áo cộc tay cũng có chị ạ. 55.000 nhá Yên Trần nhá. Đồng giá 55.000 cả nhá mọi người nhá. Ai lấy trên hai bộ thì em lấy 50.000. Có ai ưng bộ này không? Comment sọc dưới cho em với. Bộ này vừa chị ái ạ. Thoải mái. Chị bao nhiêu cân? Bộ này mặc nổi lắm. Chất đẹp, chất mát luôn. Ai đang xem comment cho em với. Chia sẻ bài cho em với nhá. Vợ chú Thành ơi, lấy bộ này à?
Có mấy cân phở chị Ái ạ? Chẳng có chữ nhỉ. Xong, Yến Trân một bộ nhá, phở chú Thanh một bộ nhá. Phở chú Thanh một bộ ok nhá, bộ sọc nhá. Yến Trân bộ sọc này nhá, ok nhá. Yến Trân ơi, nhắn tin là có màu xanh này này, có ai lấy không? Chị Ái còn một màu xanh này thôi, chị có lấy không? Em mở ra màu này nhá. Mặt đường mày cao đẹp. Còn màu xanh. Còn màu xanh này. Chị Ái còn màu này này. Đây có màu này. Màu này thương ơi, mặc màu này đẹp này thương này. Da mày trắng mặc màu này đẹp này. Có đang còn nhiều bộ nhá, Nguyễn Thủy Tinh nhá. Nguyễn Thủy Tinh. Để cho chị Ái lấy màu gì đấy? Bảo chị. Chị Ái ơi, chị lấy màu gì đấy? Còn có một bộ này thôi này. Yến Trân 52kg ok nhá chị nhá. Mặc thoải mái. Em cũng 52 cân đây. Vâng. Ok nhá. Đấy, bộ chú Thành, đây bộ đấy Yến Trân. Yến Trân ơi, chị lấy bộ đen hay màu xanh này? Còn nhá. Còn nhá vợ chú Thành nhá. Đây. Bộ này có mặc tủ. Ờ. Bộ này quần sọc này. Quần sọc. Đang lấy quần dài, quần lửng quần đi. Ờ. Đang quần lửng thì cho lấy quần lửng nhá. Đen ok Yến Trân nhá, cho em địa chỉ với số điện thoại inbox vào trong tin nhắn cho em với nha Yến Trân nhá. Đây có bộ hoa này. Bọn này cần lửng quá đầu gối nhá. Chất mát lắm. Chất mọi người yên tâm nhá, chất mát nhá. Có hai màu nhá, màu xanh nhá. Màu đỏ này, màu tím này, màu xanh này. Có ai ưng bộ này không? Tí nó nào không nhá. Không comment màu hoa ở dưới em với kèm màu luôn nhá, có màu xanh này, màu tím này với màu đỏ, cái này mặc rất là mát nhá. Bộ đỏ cho chị, bộ đỏ Ngọc Diệp ok nhá chị nhá. Chị Ngọc Diệp ơi, chị cho chị inbox à đâu Ngọc Diệp. Phong Diệp là vợ lực nhỏ Giang đúng không? Có phải Giang không? Giang thì ok xuống cho chị với. Cứ ký Ngọc Diệp đây. Ngọc Diệp ơi, em inbox số điện thoại với địa chỉ nhá. Em cần mà. Không phải, không phải đâu. Ngọc Diệp ơi, chị em cần màu xanh này, với màu tím này, có ai lấy không? Ai lấy thì comment xanh hoặc tím cho em với nhá. Có đây.
Người em hơi béo mà cái này không được đấy. Cái này có ai ưng bộ này không? Bộ này chất mát lắm nhá. Chất cực mát luôn. Chất von nhá. Mát lắm. Cái này ai gầy gầy mặc với em béo lắm. Cái này chỉ độ 45, 47 cân lộn lại thôi. Anh mìm. Ok chị Oanh nhá. Bột bắt vào. Tập bảo. Ai ai mà Oanh bảo Oanh. Chị Oanh ơi, không có thời gian mà buộc tóc nữa nha. Đây, có ai mặc bộ này không? Có ai mặc bộ này không? Có mình ở dưới xanh em này. Quần già, quần lửng nhá. Quần lửng dài qua đầu gối nhá. Bộ này chỉ tầm 47kg lộn lại thôi. Ok nhá. Ok. Ok Ngọc Diệp nhá. Ok nhá Ngọc Diệp nhá. Chị cho em địa chỉ với số điện thoại ở Ngáp Ăn nhá. Mai em đi ship đồ nhá. Vâng. Có ai ưng bộ này không? Để em qua mẫu đâu. Bộ này có màu này với màu nâu đất nhá. Đây có màu này này, với màu này này. Xấu gái lại chị Liên à. Chị Liên ơi, chị dáng này mặc đẹp này. Có ai ưng bộ này không? Có ai ưng bộ này không? Bộ này rất là xinh nhá. Bộ này xinh lắm anh ơi. Tại này già rồi trang điểm cái gì. Quần vâng lên đi. Quần vâng cho mẹ mình sữa lên đi. Hiền ơi, nhà mặc đồ này đẹp này. Giờ trẻ rồi ai mặc quần dài nhiều ấy mà quần đùi mới đẹp. Chồng con rồi trang điểm gì nữa. Mà rồi nước ngắm nữa. Có ai ưng bộ này không? Comment sọc ở dưới cho em với nhá. Bộ này rất là xinh này. Áo dây nhưng mà dây to nhá, không phải dây bé đâu. Kín nhá mọi người nhá. Kín cổng cao tường nhá, yên tâm nhá. Vừa nách chứ không rộng nách đâu. Chị có nhà thì chị em. Ok chị Ngọc Diệp nhá. Được rồi, like nốt bộ này xong là like không nhá. Có cái nào áo à?
Cái này 70 cân chắc vừa này. Có ai 70 cân không? Có, thôi em la không nhá. Thương ơi, có dáng bộ độ này, đồ bộ này này, có lấy không? Để chiếc thể dáng bà cao mặc này đẹp lắm. Có màu này này, màu hồng với màu xanh. Bao nhiêu tiền không? Có chị nhưng không thích. Anh ơi chị á, cái này không mặc được. Chị bao nhiêu cân? Có màu xanh lá cây đó. Màu xanh lá cây này mà hồng. Ai đang xem chia sẻ bài cho em với nhá. Ờ, phải la áo phông nhá. Cứ thấy người ta đẹp ra thì tưởng người ta sẽ dạy. Áo phông này, bảy áp này. Lấy áo mà đi nằm thôi. Còn mến ơi, còn nhá. Có màu vàng này, màu hồng này, màu ghi này, màu xanh lá cây này, màu nào cũng đẹp nhá. Lấy màu nào thì comment màu dưới cho Hà nhé mến nhá. Có màu vàng này, màu ghi này, màu xanh này, màu hồng này. Lấy màu nào comment màu dưới cho Hà nhé mến nhá. Đây có áo phông này, áo phông bảy áp này. Này 55 kg lần này. Ờ rồi đi. Làm đấy em bạn luôn, dãy này này. Xem màu hồng đi. Làm đây nó dãy. Ok mình nha. Trời ơi, dỗ với bác đã không phải dỗ cả ngày. Màu hồng này. Chất này đẹp lắm nhá. Này. Màu gì? Yến Trần nổi cái màu gì? Làm đấy em bạn. Ừ đúng rồi, làm đấy em bạn. Yến Trần. Có màu hồng này, màu vàng này, màu xanh lá cây này, màu ghi này. Bốn mút cân mặc được không? Mặc tốt. Bé mà cái này. Bộ này bé mà, bộ này chỉ tầm độ 46-47 kg còn lại là vừa thôi. Không đến đấy, 45 cân thôi. Hà đang 52 kg cơ mà. Này nhỏ lắm. Lấy màu nào comment ở dưới cho Hà nhá. Yến Trần ơi, có màu hồng này, màu vàng này, màu ghi này, màu xanh lá cây này. Ai lấy màu gì comment ở dưới cho em nhá. Mày mến màu hồng ok nhá. Rồi áo phông này, áo bảy áp này. Chắc mọi người yên tâm nha, không đẹp trả lại em. Gì đi xuống. Đằng sau này, không trơn nha. Chỉ có bảy áp thôi. Ai lấy thì comment bảy áp ở dưới cho em nha. Ai đang xem chia sẻ bài cho em với. Áo nó cũng ngài. Ghi ngài. Đây áo này, áo phông trơn này, chỉ có một ít chữ nổi thôi này. Đây bên tay này, một bộ cũng 55.000 nha, đồng giá 55k cả nhá. Ok nhá, ai lấy trên hai bộ em giảm xuống 5.000 nhá. Ừ,
bánh trần ơi chị bao nhiêu? Không xem được á, sao không xem được? Chị Hà ơi, 70 cân cái này cũng mua được chị Hà này. Áo sơ mi này 70 cân mua được. Áo này 70 cân cũng mua này. Áo này dạng sơ mi nhé chị Hà nhá, 70 cân này. Áo này 70 cân cũng mua. Bà tưởng là 52 cân. Em mặc thử bộ này nhá, nếu mà 52 cân vừa, em mặc vừa thì là chị cũng mặc vừa. Em trần cao bao nhiêu? Chị cao bao nhiêu? Em cao 1m55. Đây em 52 cân này chị này. Tất cả là đều đồng giá 55k nhá chị nhá. Đây em 52 cân này chị này. Yến chân này. Vừa nhá, đang còn thoải mái này. Vẫn vừa. Đây, Yến chân ơi chị có lấy không? Có màu này này. Màu vàng này, màu xanh với màu hồng, màu ghi. Chị lấy màu nào comment dưới cho em nhá. Không có tay đâu chị ạ. Chỉ có ba lỗ thôi. Có tay có dáng màu này này. Có màu này này. Với màu một đây. Màu xanh rêu này. Cái này có tay này. Tay bò chun này. Bộ vàng. Út Huyền ơi, Út Huyền là anh. Ok Út Huyền nhá. Út Huyền ơi cho chị địa chỉ với số điện thoại inbox cho chị nhá. Út Huyền. Chị chả biết ai đâu. Chị chưa vào phay nên chị chả biết ai đâu. Tí nữa chị check lại. Màu ghi ok nhá. Yên chân ơi, comment inbox địa chỉ với số điện thoại cho em đấy nhá. Rồi em la không tiếp cho mọi người nhá. Huyền ok nhá. Mai chị đem qua luôn cho Huyền ạ. Em có áo 1995 này, có ai mặc không? Áo phong này mặc đẹp lắm. Áo này đang hot đấy mọi người đẹp. Chất mát nha, chất không mát nha, ok nha. Này, chất không có giãn nha. Chất mát lắm. Áo phong 1995 nha. Năm sinh đấy. Có ai 1995 không? Ông có áo này không? Comment ở dưới cho em với. 1995 nhá. Comment 1995 nhá. Ok hẹn nhá. Có ai ưng áo này không? Ai ưng áo năm sinh 1995 này thì comment ở dưới 1995 cho em nhá. Chờ lấy mũ ra. Ngã con. Bước xuống. Đây áo phông trơn này. Hai chiều là ai nịt đã bắt đầu rửa trò. Này em nói được em chạy lên. Chạy lên xem nào. Chị có số tài khoản Việt Công Banh nhá Huyền nhá. Có ít mà chuyển khoản làm chi hôm sau về đưa chị cũng được. Không thì lấy thêm vài bộ đi chuyển thế. Không lấy lấy thêm thì rồi chuyển thế. Lấy đi hai bộ. Có 100.000 thôi. Ai mua hai bộ em giảm xuống 50.000 nhá. Còn đồng giá 55k nhá mọi người nhá. Có ai ưng áo này không? Áo này phông trơn nhá. Trắng trơn nhá mọi người.
mọi người nhá. Ok men nhá. Thế áo ăn gì đã này? Em béo với chị gì ạ? Ok Huyền nhá. Có bộ sọc này em có lấy không Huyền? Lấy năm sinh đi. Lấy áo năm sinh ý Huyền. Em sinh năm 1995 mà em ạ. Mà áo đấy đẹp mà. Bây giờ bỏ nước mặc nhiều đấy. Có bộ cọc không? Có bộ cọc chị ạ. Bộ này mặc lên nổi lắm này. Huyền ơi, em có lấy cái áo phông sinh năm sinh này không? Đây này, áo phông năm sinh này, 1995 này. Bye bye. Bạn nói dối không ạ? Huyền ơi, em có lấy cái áo này không? Ai đang xem chia sẻ bài cho em với nhá. Đây áo Adidas này. Bộ lực xanh xanh trước ý chị. Không em lấy không. Ờ vậy em lấy bộ này thì ok cho chị nhớ. Bộ ống rộng kìa đó. Ờ Uống Huyền ơi, lấy bộ này thì ok xuống cho chị nhá. Ống rộng kìa đó. Bộ hút nào có tay không? Đi chơi đi. Không, không, không. Này, trong 3 tháng. Đi chơi đi. Bộ kiểu 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 này mà có tay không? Bộ gì đây? Lấy bộ chua. Không chị, chị ạ. Bộ bộ sao bộ sóc nét thôi. Có dạng hoa này thì là quần lửng này. Quần lửng mà áo áo sóc nét này. À chị ơi, chút nữa xanh xanh nào nhỉ? Hả? Xanh này. Xanh này à Huyền? Xanh sọc hay xanh trơn? Xanh sọc hay xanh trơn hay là xanh hoa? Em comment xanh. Hả? Mặc thử bộ sọc cho xem nào. Cô Gấm ơi, bộ sọc này. Đấy, 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 đấy. Đấy, đấy, ok. Đấy, đi. Rồi, đi. Huyền ơi, có phải bộ này không? Bộ này thì ok cho chị nhá. Vứt cái này xuống. Đi số này, cắm anh. Có phải bộ này không? Đi như này, ra đây, cắm anh. Anh chơn chuẩn mơ. Chuẩn mơ. Ok đi Huyền, nếu mà đúng thì ok nhá. Lên đi, cắm. Bộ này thì ok cho chị nhá Huyền nhá. Cô Cấm ơi, bộ này nhá. Ok chị ơi, đúng rồi đấy. Rồi mai chị gửi gửi, mai chị chuyển qua nhá. Còn chúng ta về đưa tiền được. Em bán một bộ sọc đen, một bộ xám. Ok, Yến Trần nhá. Ừ, từ lần sau Yến Trần bắt cho em Yến Trần. Cô cứ mê cho mặc bộ này đang hoạt động này chắc cover đấy. Ba đi đâu kể ba chứ. Ừ. Vậy là đâu đâu đi. Ừ, thì đâu cần cháu đâu. Tôi chụp màn hình địa chỉ nhá. Cháu cũng đâu cần cháu đâu. Ai lấy bộ nào rồi thì inbox địa chỉ cho em với nhá. Đây có bộ này này cô Gấm này. Bộ hoa này. Bộ hoa là xinh lắm. Mặc nổi lắm. Có bộ tím này, bộ hoa xanh này, với một bộ sọc xanh này. Ừ. Bà mặc bộ tím rồi đi. Đẹp mà. Đây có cái áo phông này đẹp lắm. Hạnh ơi, người nhỏ mặc cái này đẹp này Hạnh ơi, Hạnh có xem không?
chất đẹp nhá, chất mát lắm. Tớ đang làm 5 cân, cái này 55 cân mặc được. Lên cái bán hàng để cái đầu nổi trổ cái con. Kệ. 55 cân mặc được cô gắm ạ. Nhìn nó khổ khổ lắm, họ mới mua. Chị chưa đi làm huyền ạ, đang còn ở nhà. Hết tháng này chị mới đi. Có dán cô gắm nhá. Chất có dán nhá. Đừng có vuốt má nó đi. Có bộ hoa xanh này, bộ sọc xanh này, bộ sọc tím, à bộ hoa tím này. Cô lấy bộ nào thì comment dưới cho cháu nhá. Này, sọc xanh này, hoa xanh này, hoa tím này. Lấy bộ nào thì comment dưới cho cháu á. Áo hồng đi đẹp kìa. Bộ nào 70 cân chị mặc được? Bộ nào 70 cân á? Có váy suông này. Váy suông này có ai thích bộ này không? Bộ này 45k nha mọi người nhá. Bộ này 45k nha mọi người nhá. Có màu này này, màu đỏ nhá. Ai ưng bộ nào thì lấy cho em ấy. Comment ở dưới hổ cho em nhá. Chất da cá này, chất này rất mát nhá. Chất đẹp luôn. Bộ này 45k nhá. Mình xem bộ lụa nào. Bộ lụa. Bộ lụa nào. Bộ lụa. Bà đi nó bắt bọc cả. Bộ lụa nào nhỉ? Bắt cái này. Không đi bỏ chứ mà đâu. Thay đổi hình con cún. Đã thấy ngay rồi. Hai. Cái nào vậy? Đây đây. Bằng lông đi. Đây. Đây đi nha. À. Bằng lông lên mà hỏi. Hơ. Thay đổi hình con cún thôi em. Không phải cái này là con chó. Hình con cún. Hình con cún. Hình con cún. Hình con cún. Đây, cái này lấy xuống nha, mặc đẹp luôn, xuống đầu gối. Hình con cún này, mày nói tao tưởng hình con cướm, sao lại bảo hình con chó. Hình con cún. Bố mẹ mình cũng bảo sao mình nhìn nhanh vậy. Nhanh mắt đấy, bảo sao không nói. Chị lấy hai bộ đi, em gửi khỏi mất công. Lấy hai bộ là có mặc cái này nữa không? Xuống này này. Cái này bên da nổi lắm, đẹp lắm. Ừ, chị lấy. Lấy thêm đi chị ơi, mất công em gửi. Lấy hai bộ còn 50.000 chị Phương ạ. Chị có lấy bộ này không? Bộ này cũng váy suông này. Có màu này với màu hồng nhạt này. Đây. Để chị lấy thêm cái vâng. Chua. Cắn nhiều. Không lấy nó lại phải trả về mình lại mất tiền.
Đây em có áo phi bóng này. Áo này mặc lên rất là nổi nhá. Màu này đẹp. Đây là còn hai cái này. Có cái. Cái màu này đẹp. Mày lấy cái này à Hạnh? Ok nhá. Cái Gucci khôn thế. Mày khôn nhất. Mày khôn nhất hành tinh Hạnh à. Có cái đẹp tao mà hẳn ưng nhất là mày đấy. Thì bán mẹ ổ lửa. Xem đâu, kia cả. Ơ sao cái này mềm nhỉ? Ừ cái này mềm hơn cái kia. Ừ, cứng này. Không, cái này này. Không phải đâu, cái này. Ừ. Thôi, chỉ cái đây này. Cái này chắc mềm. Đây em có màu đỏ Zidane này, có ai lấy không? Bố phải tin. Mày tin như cún ấy. Đây thật, màu này đẹp này. Cứ thấy không cho mình lấy cái này. Ô trời ơi. Người thì mập mà cứ bắt mặc đỏ thôi. Đây, đẹp chưa? Ai ưng màu này nào, comment đỏ ở dưới cho em nhá. Có màu này này, màu đỏ này, màu sữa này. Màu sữa này đẹp lắm này chị Phương này. Chị lấy không? Màu sữa kia. Màu sữa này nhá. Lấy màu sữa này thì ok, dưới cho em nhá, chị Phương. Hạnh đến khôn nhỉ. Hạnh lấy thân đồ, lấy bộ đẹp. Chị Phương ơi, màu sữa Adidas cho chị nhá. Chị lấy sữa Adidas chị ạ. Lấy sữa Adidas nhá, ok nhá. Chị Phương lấy đây Hạnh nhá. Còn Adidas đỏ này có ai lấy không? Chất này là chất nhung nhá. Rất là đẹp nhá, chất mát lắm. Đấy. Mặc lên bóng động luôn. Chị Phương nhanh tay. Đây, em còn cái áo này này, áo kim sa này, long lanh chưa? Có ai ưng màu này không? Cực đẹp luôn. Áo này em rất là ưng nha, rất là đẹp nha. Đấy, mặc mà đang long lanh này. Toàn khen thừa thôi. Mấy bạn này khôn thật. Toàn mấy bạn khôn à. Đồng số tôi lố thế này. Này có ai ưng màu này không? Cái này đẹp lắm này. Đây. Ai đang xem chia sẻ ba cho em ấy nhá. Áo đen kì, áo đen kim sa này, có hình ngôi sao này, long lanh này, chất đẹp luôn nhá mọi người nhá. Đằng sau trơn này. Ai lấy thì comment đen ở dưới cho em nhá. Cái này chỉ 50 cân đồng lại thôi nhá. Cái này ai 50 cân lộn lại mà rất là đẹp nhá. Đen à, Yến Trân đấy lấy màu đen à chị. Ok chị nhá. Yến Trân. Yến Trân này bỏ chung một kia. Cứ như bà bỏ chung 3 túi. Có mà nó không có không mẹ nó không có mà đút. Đây có màu cam này. Tôi uống bằng thìa. Bộ này có tay. Ờ bộ này có tay nhá mọi người nhá. Tay xuống bắt tay này thôi nhá. Ừ mẹ đang kiếm tiền mua sữa. Ừ có màu trắng không? Cô bé hay. Trời ơi, bộ này. Đấy, màu đi đẹp đẹp. Không có bộ 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 không có b
Cái này nha, mặc rất là mát nha mọi người nha. Vòn nha, chất vòn nha. 52 chọc 1 vừa không. Tú được cái nào lại cái đây thôi. Có màu trắng không? Chị ơi, còn một bộ này cam này, một bộ cam này này, bộ này mặc lên rất là nổi nha chị nhá. Có tay tay cậu ngắn bên đây này. Cái này đẹp nhỉ. Chất mát đấy chị nhá. Yến Trần ơi, em 52 cân đấy chị ạ. Nếu mà chị eo thì bụng eo thì mặc đẹp, nhưng mà nếu mà bụng mỡ to thì mặc nó hơi nổi bụng. Nếu mà eo thì mặc bó hơi đi đẹp. Hạnh Hạnh léo không Hạnh ơi, không nổi lên chữ nổi nha. Cái này cũng mình quần à? Đây em còn cái áo phông này chữ nổi này, chữ nổi nhá mọi người nhá. Đây, chữ nổi nhá. Chất rất là đẹp nhá. Áo phông đen hết nhá, đen tuyền luôn. Chữ nổi này. Zara nhá, chữ nổi nhá. Áo này rất là đẹp nhá. Yến Trần ơi, áo này mặc vừa này chị này. Áo này 52 cân vừa này chị này. Tí thôi anh ạ. Nãy giờ có thế nào mà Yến xin. Ơ mạng chị chạy đẹp mà. Yến Trần ơi, chị có lấy áo này không? Áo đen tuyền này. Áo này rất là đẹp nhá, chữ nổi. Nhìn sao không thấy được chữ. Đây này, chữ nổi này. Đấy, chữ nổi nhá, rất là đẹp nhá. Yên tâm nhá, chị giặt mấy giặt nó cũng không bay đâu. Em có lấy áo phông này không? Yến Trần ơi, chị có lấy áo đen này không? Áo đen này này, 52 cân ok này. Thế nào em có mặc áo phông này không? Cái áo là da da la này đẹp này, da la này, này này, áo này chữ nổi này, côi bộ neo. Rồi em nay hay áo phông rồi, em nay bộ nha chị nhá. Bóc luôn. Thế thôi, em có lấy áo này không? Ok, Yến Trần nhá. Thế thôi, áo ăn gì dám này, lúc nãy chị mặc vào rồi. Áo này hôm nay chị Phương lấy màu trắng sữa này, rất là đẹp. Màu này cũng nổi đấy em này. Chất này chất vi nhung bóng này, nhung bóng này, chất đẹp lắm, có giãn nha. Màu trôi quá, không mặc, mặc lên không trôi đâu. Màu này ở ngoài nhìn vậy thôi, mà ở ngoài nhìn đẹp mà. Ánh điện nó vậy đấy. Ở ngoài màu này đẹp mà, chị với Hằng lấy màu lớn một cái mặc này. Đổi nó mới, đỏ mới chơi loa chứ. Thanh niên bị mặc rồi, cho nên rất rỡ, tôi đang mừng. Áo phông này. Em ở Nga Thiện Yến Trần nhá. Áo phông Mickey này, áo sọc này. Ai lấy áo này comment sọc ở đâu dưới cho em nhá. Ai lấy áo này comment sọc ở dưới cho em nhá. Còn này, bộ này này.
Sam chia sẻ bài cho em thôi, chấm cho em thôi. Ai lấy áo này không? Ai lấy áo này comment xong ở dưới cho em với nhá. Áo này 45k nha mọi người nhá. Có màu này này, màu hồng này, màu vàng này. Áo này mặc rất là cute nhá. Mặc ở nhà nhá. Mặc quần ngắn cũng thoải mái nha mọi người nhá. Mặc nha ngủ ok nhá. Mặc rất là xinh nha, chất rất là mát nhá. Áo này 45k mọi người nhá. 30 cân là vừa. Sọc. Cái sọc này á thì sọc này 70 cân không vừa đâu. Cái này sọc 70 cân không vừa đâu chị Hà. Thank you Mai Phượng nha. Đẹp quá mà mình già rồi. Thế nào mà mình già rồi? Già rồi mặc cắt tin chứ. Có gì. Em cũng mặc đấy. Em mặc cái màu hồng đấy chị Hương. Đây. Mặc hơi đẹp đấy. Đây nhìn đáng yêu chưa. Hẳn con vịt đây. Đây. Đấy hẳn con vịt này về mặc cho chồng yêu này. Suốt ngày kêu cà cà. Đây còn áo phông này này. Tay này mọi người này. Tay sọc này. Sọc xanh này. Có màu trắng không? Cái này không có màu trắng. Cái này toàn là màu sặc sỡ thôi. Có màu hồng này, màu đỏ này, màu vàng này. Có 3 màu đấy thôi. Hàng này chỉ có 3 màu đấy thôi chị ạ. Không có màu khác được đâu. Áo phông trắng này. Tìm hết pin này, có ai cảm thán này. Có ai lấy áo phông này không? Đổi đi mà. Pha thử sữa uống trước, pha cho ăn rồi uống lắm rồi. Đồng. Có ai lấy áo này không? Ai lấy áo này comment chấm than cho em ở dưới nhá. Tay này nhìn rất là cute nhá. Ở đằng sau này trắng trơn nhá. Áo không trắng nhá. Đây em cầm áo phông hai quả cherry này. Sáu cầu chứ. Sáu cầu với cherry chả biết nữa. Áo kim sa này. Đồ đô này. Rất là đẹp nha mọi người nha. Nhìn rất là xinh nha. Cái này là 10 cân lột lại mặc được nha. Ai lấy cái này thì comment quả dưới cho em nha. Đấy, lấp lánh hết. Nay đi đêm là họ tưởng ma chết. Sáng quá mà. Đây, cả bánh điện nữa là lấp lánh này. Áo kim sa rất là đẹp nhá. Cái này á, giặt mấy giặt cũng không bay đâu. Ai ưng áo này không? Ai ưng áo này thì comment quả cho em với. Ai đang xem chia sẻ bài cho em với nhá. Chấm cho em một chấm với. Có ai ưng mẫu này không? Mến ơi, áo này à? Ok nhá. Có ai mặc đồ ngủ không dây đây không? Còn áo không không? Đây. Cái này đã được quay rồi, ăn cái bát mình ra thôi. Có ai mặc áo bộ ngủ đây không?
Chị đang có áo chị đang mặc đây. Nào. Áo nào? Áo này à? Áo nào Minh Nguyễn? Minh Nguyễn là ai vậy? Mới là thế nào? Áo chị đang mặc. Nó đẻo đấy chứ. Có ai mặc bộ ngủ 2 giây được không? Chân mát lắm nhá, mọi người nhá. Ai comment thì ai lấy bộ này thì comment 2 giây cho em này. Bộ này rất là đẹp nhá, hoa rất là đẹp nhá. Ở đằng sau bằng chun nhá. Nên bao nhiêu cân mặc cũng vừa nhá. Là chị Hiền ơi. Chị Hiền ơi vào ủng hộ cho em nào. Để mai em đi xin hàng nào. Đây, bộ này nhá. 55 cân, 60 cân lộn lại vẫn vừa nhá. Nó có chun này mọi người này. Mặc thoải mái nhá. Bộ này xinh này. Bộ này mặc lên rất là xinh nhá. Đi ngủ bộ này tha hồ chồng yêu nhá. Chết, chồng đang giận với chồng phải yêu. Đúng rồi, chồng đang giận cũng phải yêu luôn. Mặc bộ này chồng giận mấy cũng gặp cũng phải yêu luôn. Đây, có ai lấy bộ này không? Comment 2 giây ở dưới em nhá. Chị Hà ơi, chị có xem không? Bộ này vừa này. Bộ này có áo tay này. Trễ vai nhỉ? Trễ vai nhá. Tay khuyết vai nhá, khuyết vai tay cổng này. Có tay nhá. Tay cổng nhá, tay chun nhá này. Bơ chun này. Thoải mái nhá. Này. Đấy, bộ này rất là đẹp nhá. Chất mát luôn ạ. Quần này. Quần hai mềm luôn. Từ từ. Đau miệng mà. Bà coi chị Hà ạ. Đau đúng vì nói chứ. Lấy về rồi mà. Đây. Có bộ này có tay này. Bộ này có tay áo khoét vai này. Ai đang xem chia sẻ bài cho em với nhá. Chắc kiểu này mình nghỉ đâu. Để mai này. Sao đi khoét vai hết đâu. Ô trời. Không biết bằng cái kiểu nghĩ mà. Người ta trên vai mình kiểu dưới lách. Đâu rồi? Đúng là chẳng quên. Là kiểu gì? Đúng chưa? Đúng chưa đấy? Đúng rồi. Đúng không mặc điệu bao giờ vậy. Khổ. Chồng có chỗ mặc điệu đâu. Chồng cứ bắt cao cổ kín tường thôi. Bây giờ được con nào mới lên nhỉ. Đây. Bộ này rất là man nha. Hai mẹ nha mọi người nha. Này. Đây bộ này ai 50 cân lộn lại mặc ok nha. Chất rất là mát nha. Bánh bèo này. Đấy rất là xinh nha. Cái đi cày. Đúng rồi lá này ạ. Mua bộ thôi. Á vậy sao là quen rồi. Quen. Đây có ai ăn bộ này không? Chất mát lắm nhá mọi người nhá. Đâu? Đâu? Hai bộ mặc cái màu như này hai màu mà. Đây có áo này, bộ này này, bộ hoa này. Có ai thích bộ hoa này không? Màu rất là sáng nhá. Bộ này đẹp này, chị Ngọc Diệp này. Bộ này rất là sáng ra này. Ai lấy bộ nào lúc này
đấy, ai mà chưa lấy bộ nào thì quay lại xem video của em đấy đi, chụp ảnh màn hình thì inbox cho em nhá. Bộ này rất là xinh nhá. Đấy, bộ này hoa này, chất von nhá. Có cả em đang cầm một bộ này à, chị Ngọc Diệp ơi, chị lấy bộ này thì ok, giữ cho em nhé chị Ngọc Diệp nhá. Được rồi, bộ này cho mẹ uống. Bộ này quá ngon này. Mẹ ơi, mẹ mong bộ này. Qua đây cho uống đấy. Mẹ ơi, kẹo nó chết ra uống đấy. Đói thì phải uống hết. Mẹ ơi, chứ nó quên thì uống sữa ngoài nữa. Có ai mặc bộ này không? Bộ này rất là xinh nhá. Chất này là chất... Chất gì nhỉ? Chất này rất là đẹp nhá mọi người nhá. Chất này cực đẹp luôn. Thành ơi, còn một cái áo phông đen này. Còn mấy dáng kia thôi. Áo Gucci này Huyền có lấy không? Một cái trắng giống đấy đấy. Cái giống màu trắng đấy đấy Hạnh. Đây màu đen này. Chất đẹp luôn. Này, bộ đấy bao nhiêu? Ai lấy hai bộ em giảm xuống 50.000 nhá. Còn bộ nào ai lấy một bộ thì 55k cho mọi người nhá. Còn ship xa thì ship xa này em lấy thêm tiền ship nhá. Đây cái bộ này này, bộ này rất là xinh này. Có ai ưng không? Chị Phương ơi, chị có lấy áo phông này không? Còn một cái áo phông này này. Đừng con ơi. Hả? Bộ nhà giàu. Nhà nghèo lắm, chị Ngọc Diệp à. Chị Phương ơi, chị có lấy cái áo phông này không? Chị lấy bộ tím, ok nhá. Sao mà chị khôn này. Bộ này đẹp này. Đích cái bộ đấy. Chắc má. Có bố không? Mẹ giữ sâu sâu rồi. Mẹ cứ lôi lôi lôi. Ai nói là tôi cháu cần giải cái đăng ký ra đi. Ngọc Diệp ơi, lúc nãy chị lấy hai bộ đúng không? Gucci đen, Hạnh lấy luôn nào. Hạnh ơi, lấy Gucci đen à? Ừ, ok nhá. Cái áo đen này. Chất đen. Màu này nếu màu trắng này đẹp. Có ai lấy bộ này không? Bộ đấy rất xinh. Hạnh ơi, cho tao địa chỉ nhá, sáng mai tôi đi gửi nhá. Lấy bộ sọc nữa. Lấy bộ sọc. Bộ này rất xinh. Bộ sọc này à chị? Sọc cũng mãi rồi. Sọc nào nè. Chị đợi ở đây, chị đợi áo mà. Cái sọc này này. Bộ sọc này à. Đấy là hoa một con. Chị Phương ơi, bộ sọc này á. Thế bộ sọc nào? Bộ sọc này à. Bộ sọc này à mọi người. Thôi, ok nhá. Điện con. Bộ sọc này à. Đây là sọc, đây là hoa. À, bộ hoa này à. À, bộ hoa này á. Có hoa mà. Có hoa mà chị. Ba người đây. Có hoa, hai màu, hoa xanh hoa. Có hoa chị nhá. Hoa xanh hoa tím. Hoa xanh hoa tím này. Ủa con ơi. Mày đi ra ngoài có một bà ngồi đây bảo kia dùng cái dép thẳng bố mặt mày được. Người ta mặc cái giọng. Đi ra ngoài đi bà mắng bây giờ đi. Em ở Nga Thiện chị nhá. Chị Phương ơi, có hoa tím, hoa hoa xanh này. Chẳng như thế, không có hoa. Có hoa, có hoa. Chẳng như vậy, không có hoa.
Không biết màu cam này. Một này à. Còn có sọc xanh này không ấy? Đây. Nào con. Có sọc này thôi chị ạ. Đây đây, có một bộ sọc này này. Sọc này là một này. Sọc này là có tay này chị này. Sọc này có tay này. Với bộ sọc, sọc này của cô luôn. Lấy chưa mà, cô lấy không mà? Không, lúc nãy cô bảo mà. Mặc thử không, cô lấy không mà. Có một bộ sọc xanh này là chị này. Gần thì không nhá chị nhá, xa thì em lấy nhá. Có cái này có hoa. Có cái sọc này là không có hoa rồi này chị Phương này. Bộ sọc xanh này. Quần lửng. Quần này là quần dài đến đầu gối. Đừng con đừng bóc ra cái đây của họ lấy rồi. Con không bóc không trình nữa nhá. À đi. Chị lấy sọc xanh. Ok chị Phương nhá. Đây em có cái đầm ngủ này, đầm ngủ áo hai dây này, dài qua đầu gối nha mọi người nhá, chân rất là mát nhá. Có ai lấy cái này không? Bác Hai mua mấy bộ rồi chị ạ? Đây này, có bộ này ngủ đây, đầm ngủ đây chị này, áo hai dây này, chị có lấy không? Màu này màu đen nhá. Đây bộ cũng có tay này. Bộ có tay này. Không thấy tay. Đây bộ có tay này chị này, chấm bi này. Có quần giả váy không chị? Có quần giả váy em ạ. Quần ống nha em nhá, có dây thắt nơ nhá. Này. Cái này người nào gầy mặc rất là xinh nhá. Mặc vào chả phải ai biết là quần hay là váy đâu. Đây. Quần này ai lấy? Em lấy. Quần này có ai lấy không? Quần này em đang xả này, mọi người có lấy không? Chị Ngọc Diệp ơi, chị có lấy áo phông không? Có cái áo này này. À, chị mang cầm. Ồ, Nguyễn có một khác không chứ? Nguyễn. À, nó hồi quần như thế này. Thật đó. Cái áo này mặc cái quần giả váy. Quần giả váy á? Quần giả váy em chỉ có màu này thôi chị ạ. Màu này rất là đẹp nhá. Rộng lắm. Năm sáu kg nhưng mà chân chị dài không? Chị cao bao nhiêu? Em 52 cân. Em còn một bộ Adidas này này, có ai lấy không? Adidas ba lỗ. Còng mét 65. Còng Nghĩa ơi, vậy thì không vừa đâu chị ạ. Cái đấy nếu mà... Còng mét 65.
Còn mét 55 cân à? 55 cân. Đẹp, dáng đẹp quá. Đẹp nhỉ. Cái này phải. Nếu mà đùi to thì mặc thì không được đẹp đâu. Còn mà chân chị dài mà cao mét 65 là chân chị dài chị mặc cái này là ok này. Mặc giống như váy luôn, mặc nó sum sum vậy này. Sum sum ở dưới chân xòe. Rất là đẹp chị ạ. Hết phong từ màu tao bình ngủ. Hết phong bình ngủ. Hết phong rồi Hạnh ạ. Còn có đây này. Một cái này. Sọc này. Cái này này. Cái đen da ba này này. Sợ ngắn đi. Không ngắn. Ấy của ai cũng thế thôi. Mày mặc thử lên là biết. Đây em mặc thử nha. Ừ, thường đang nhớ. Nó hơn bao nhiêu đâu mà. Chỉ cao hơn đầu gối bên đây thôi chị ạ. Không ngắn đâu. Này. Này. Cao hơn đầu gối chỉ tưng này thôi. Áo sọc trắng. Áo Mickey. Áo sọc trắng. Áo Mickey. Áo sọc trắng này hả chị? Cái áo này ok, 5-6 cân vừa. Chị lấy áo này không? Lấy áo này thì ok cho em nhá. Ok. Này. Đẹp, đẹp. Em còn bộ cute này này. Đấy. Có màu xanh với màu hồng. Có ai lấy không? Để đằng sau. Đằng sau đi. Có màu xanh với màu hồng nhá. Ngọc Diệp ơi, chị lấy hai bộ thì còn 55 à còn 50.000 nhá. Đây bộ này quần dài này. Bộ này có chấm à, quần lửng này. Chấm cái này có chấm trắng này. Mình cho điện thoại ra chỗ khác tí nữa. Hơi chói. Không nhìn được chấm. Thấy chưa? Thấy chưa? Không cho cúi xuống. Cúi xuống lại. Thấy à? Ừ. Thấy chưa? Cúi để sáng quá. Ơ sao tự sáng nhỉ? Rồi kiểu hơi cú cú. Đây này. Ra xa là thấy. Đúng không? Ừ. Đây. Đi ra là đây cho nó. Vâng. Đây em còn bộ này với màu hồng nữa. Có chấm trắng nhá. Bố có ý nào. Đây màu hồng này. Cái này có tay xuống đây nhá. Quần lửng đến đâu gối nha mọi người nhá. Đây khoảng cái quần lửng. Đây, ở đây có non. Hết đây đi. Đi về nhà máy này có con non. Vâng vâng, hết đây đi. Bác Hải, bác có mặc bộ áo gì đá này không? Bác có mặc áo gì không? Bộ áo gì đá này đẹp lắm nè. Còn có cái đây. Cái màu hồng gì lấy đâu. Có ai lấy bộ này nữa không? Ai lấy bộ Adidas này thì comment ở dưới cho em nha. Giờ muộn rồi em cũng thôi nha mọi người nha. Không like nữa nha. Mai còn bao nhiêu thì em xả sau nha mọi người nha. Chúc cả nhà ngủ ngon nhá. Ai
ai chưa comment địa chỉ thì comment địa chỉ với số điện thoại inbox vào tin nhắn cho em với nhá. Để mai em đi ship đồ nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Chào cả nhà nhá.